Nay mình xin hướng dẫn các bạn kết nối Viettel không đồng. Mình chuyển ra tài khoản không đồng. Không ký. Đầu tiên mình sẽ xin đợi cách đầu tiên là kết nối bình thường. Sau đó bởi vì là không đồng nên là kết nối nó sẽ mở ra cái trang nạp tiền ngay tính ra. Sau đó mình sẽ lót cho các bạn xem. Chỗ mình sóng nó hơi yếu, trên tốc độ đạt được dao động chỉ khoảng 20 Mbps thôi. Xin chào các bạn, nhìn cái bàn này quen quen, cái kiểu Xin ngồi cũng quen quen. Ta được 37 bốn này. Không có thật, ok. Chất lượng clip là 720. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Mình làm một thử cái nó lên thứ được không, nó không nha. khá là hay. Nếu mà so sánh Ok. với những cái thứ mà mình đã từng hướng dẫn, ví Vậy dụ là như là có thể cái lót được cardboard này, cái clip bút cảm trên ứng hay laptop là cái được màn không? chiếu hologram, thì cái này nó hơi giống cái màn chiếu hologram, nhưng mà Rồi, cảm ơn.